hồ sơ của nội chúng là bạn nào nhỉ? Ta hỏi hồ sơ ấy. Có hai bạn không thức lên chỗ thầy giáo hỏi. Hả? Đấy. Xuống xã đấy á? Không tính hộ khẩu à? Thế mua. Các cô vào trong đi. Mình lớn rồi thì còn ngại gì? Ngại chứ. Ừ, chúng ta lên bảng đi học sinh thì làm. Lớn lên thì chúng ta nhiều đi. Vào đây con nói chuyện với các bạn đi. Đi lên. Em tên là gì? Xúa. Xua.
xèo. Anh tưởng tình con chó trưởng nhóm trưởng mới bảo là biết quá nào là nhóm thì không nhóm. Đi chơi luôn thôi. Đằng nào thì nó cũng cô đi gặp thế này. Cô học gì đấy? Học sinh như thế nào? Khỏe mà. Thế đi đâu nào? Học sinh như thế nào? Học sinh như thế thì đi học tiếp nhé, mời chứ. Thôi, ở nhà thôi. Chà Cang chứ, hay là Lâm Pô. Lâm Pô thì đưa thay nào, thay giữ cho. Chà Cang thì, Chà Cang là Chà Cang là thầy này. Ừ, cái thầy cho thầy nào. Chà Cang hay Lâm Pô. Ôi về nhà, thì đến lúc các thầy về nhà mất. Về nhà các thầy cũng mất. Mất công đi, mất thời gian đi lại. Đây chưa? Chưa thế. Ông này đi đâu đấy? Rồi sao là chín nào? Chín nào đi chín nào? Chín nào là mấy đứa cho tám à? Tám à? Tám là chia đầu giải văn à? Đấy đấy. Đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế vừa thầy dạy cho cách ấy rồi nhá. Cách gì rồi nhở? Cách cái cà rồi đúng không? Đúng không? Biết làm lòng chưa? Làm thử xem nào. Làm thử xem nào.